Đây con có xem qua kinh Duy Ma Cật của Phật giáo Phát Triển và thấy có nhiều bất ngờ về cách ứng xử của các đại đệ tử của Phật khi Đức Thế Tôn bảo các ngài đi thăm bệnh của vị cư sĩ tên là Duy Ma Cật. Tất nhiên con không bao giờ tin các vị thánh tăng có thể sợ một vị cư sĩ cật vấn một cách xiển nhiễn. Có nhiều bài giảng nghe rất hay và tô điểm về nội dung xuất thế gian của cư sĩ Duy Ma Cật. Con rất muốn nghe thêm góc nhìn của một tu sĩ Phật giáo nguyên thủy, xin chị ân sư. Bữa sư hình như sư có lưu thì phải. Sao để tôi trả lời trước. Rồi. Góc nhìn của vị tu sĩ mà tiên bờ đại diện là già sư đi, góc nhìn của ông sư Chánh Tâm về kinh Duy Ma Cật thì đơn giản là tôi nói bài kinh này xạo thôi. Sao vậy? Bài kinh này xạo, không có bài kinh này. Giống như mình một câu chuyện như đó, một cái tiểu thuyết hơn là cái bản. Bởi vì còn á, còn ở đây mình hiểu lầm cái chỗ là không có vụ cư sĩ mà cật vấn chuyển liễn một vị thì A-la-hán thì á, thì xin thưa quý vị, cái từ chuyển liễn thì nó hơi quá đáng, nhưng mà vẫn có trường hợp trong kinh, là cư sĩ thánh A-la-hán vượt trội hơn vị A-la-hán về 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 cái sự chưa về trí tuệ và thuyết pháp rất giỏi. Quý vị có biết cái bộ kinh Milanda Vấn Đáp không? Ông vua Milanda ông đâu phải là thánh đó, nhưng mà ông vẫn các vị thánh lúc đó không trả lời được, và khi đó các vị mới nghĩ rằng anh ta không trả lời được bởi vì không có tứ tại phân tích. Tứ tại phân tích là nghĩa pháp ngữ biện, không không có hệ không, tức là các vị chứng ngộ chứng đạo hiểu pháp nhưng mà không có ngôn từ để trả lời được, không thể trả lời, thì phải đến đợi đến thỉnh ngài Nagasena giáng giáng thế gian để mà có một vị A La Hán tứ tuệ phân tích để trả lời những cái câu hỏi của Đức vua Milanda. Có cái câu như vậy, cái nhỏ sở dĩ nó nhỏ là nó đặt trước cái lớn, mà cái lớn á, thì nó lớn là nó đặt trước cái nhỏ. Mình tưởng tượng đi, mình thấy trong cái bài kinh Milanda, cái cuốn sách Milanda Vấn Đáp, ngài nói cái ná ngài trả lời không sót một cái gì, ngài rất là dũng mãnh về trí tuệ, nhưng đó là ngài nói cái ná cũng chỉ là Maha sau cả Bứt Thá, tức là đại A La Hán mà thôi, đại thanh văn. Khi mà đặt ngài ở trong thời Đức Phật, ngài đứng tuốt sau lưng á, đứng trước sau lưng các vị khác. Cho nên khi mà mình cái thứ nhất là mình hiểu lầm là cư sĩ chưa chắc gì trí tuệ không bằng vị A La Hán, thì mình không có hiểu về các bậc của A La Hán là ba bậc A La Hán, và mình không hiểu về tứ tại phân tích. Vị A La Hán mà đắc không có tứ tại phân tích á, vị này chỉ có một cái lậu thần thông giải thoát mà thôi, đi bộ không có thần thông đâu bay nữa. Cho nên không cần phải nhắc cái này để không có sự hiểu lầm là cư sĩ không không có vượt cái trí tuệ của bậc A-la-hán. Còn về cái trên Duy Ma Cật thì thưa bây giờ mai mốt sư Chánh Tâm chết queo rồi, 100 năm sau, 200 năm sau người ta viết và sách cái người ta kể khi cái tâm là đấu bá chủ võ lâm luôn, đấu pháp là coi như là tăng thống chịu không nổi luôn, thì đơn giản như thế, đơn giản tạo ra một ông nào đó, đơn giản một cái điều rất đơn giản là, mà cái quan trọng là những cái lời cật vấn, những cái lời trả lời cho chồng nó hợp chánh pháp hay không thì đó là quý vị học tới đâu để quý vị nhận xét được những cái câu quan trọng. Còn bài kinh này một trang tôi cũng không đọc tại vì không muốn đọc cho nên không biết là chồng nói gì, nhưng mà những cái tật vấn này nọ trong kinh đó quý vị hiểu được tới bao nhiêu để quý vị thấy được cái sai của nó, là đó cấp học của quý vị từng nó cao cỡ nào. Còn ở đây xin thưa quý vị, ở đây mình
Ở đây trong cái câu hỏi này là cái bạn này bạn nói là con biết sai đó, con biết sai đó. Cái này cái biết của mình là cái biết qua cái niềm tin, cái biết mình qua niềm tin, qua niềm tin. Ví dụ mình biết là ở bên Mỹ có cái tượng tháp Eiffel, có cái tượng Nữ thần tự do, do mình tin má mình nói, chứ thực chất mình chưa bển để mình thấy cái tháp, cái tượng Nữ thần tự do. Đúng vậy, mình tin bởi vì mình theo cái Phật giáo Nguyên Thủy, chứ mình không phải mình tin vì cái trí tuệ mình soi rõ được những cái câu hỏi đó, nó hoàn toàn những cái cật vấn nó, những cái trả lời đó nó hoàn toàn sai giáo pháp. Cho nên á, mình phải tin bằng cái sự nhận biết về trí tuệ, chứ không phải mình tin bằng cái niềm tin. Nó uổng á, nó tất nhiên là rất là hay rồi, nhưng mà nếu mà mình về mình kiếm những cái cật vấn trong đó rồi mình lấy mình soi với kinh điển về về, về Bali đi, mình sẽ thấy hoàn toàn bộ là xe cật vấn. Mời hai vị. Rồi, chắc mời để Đức Hạnh tại, tại vì cái chưa chúng chưa có đọc qua, cũng chưa có biết về kinh kinh này, nên là để mời để Đức đi. Tôi xin lỗi, à không có tiếng. Rồi, khỏi gọi, tôi biết rồi. Tôi xin lỗi, mất tiếng. Đó là sư nói nhé, là hôm bữa trước á, là sư tình cờ sư có thấy một bài kinh rất là thú vị, nhưng mà sư có đánh dấu lại, nhưng mà không biết cái lý do gì đó là nó bị mất cái đánh dấu đó. Cho nên là bây giờ sư chỉ nói dựa vào trí nhớ thôi. Nãy nãy sư lật là sư lật sư tìm lại cái chỗ sư đánh dấu á, mà không biết vì lý do gì đó mà nó bị mất cái chỗ đánh dấu đó. Thì nó như thế này nè, ở trong Duy Ma Cật á có viết rằng là ở trong đó viết á, là Đức Thế Tôn bảo ngài Mục Kiền Liên đến thăm ông Duy Ma Cật. Thì ngài Mục Kiền Liên không có nói là ngài không có dám đến, bởi vì ông Duy Ma Cật á, có dạy ngài Mục Kiền Liên rằng ngài Mục Kiền Liên phải hành thiền á, mà không buông cái chấp ngã, tức là không có thấy là mình chứng đắc, đại loại là như vậy đó, thì mới là hành thiền. Rồi rồi cật vấn luôn cả ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất, rồi cật vấn luôn cả ngài tức là ngài Xá Lợi Phất, cái trí tuệ cũng không là cái gì hết, rồi cật vấn luôn cả cái cật vấn luôn cả ngài Mahakasapa, là ngài còn có cái sự chấp. Thì nó như thế này nè, đầu tiên á là ở trong kinh á, có một cái đoạn kinh rất là lý thú ở trong cái vô tình thôi, tôi thấy trong cái quyển Nhật Tụng Kalama nè có cái bài kinh này, nhưng mà hôm bữa sư đánh dấu rồi tự nhiên cái đánh dấu đó bị mất.
chưa có ghi chép ở trong văn bản, mà ghi chép đó cũng biến mất luôn, không hiểu cái thế lực nào họ xóa. Thì ở trong bài kinh đó, đó có nói rằng có một lần ngài Xá Lợi Phất gặp ngài Ananda, ngài Ananda nói đó là ngài ngài Xá Lợi Phất, sao hôm nay sư huynh sắc mặt tươi tốt quá vậy? Ngài Xá Lợi Phất nói rằng nhé, ngày hôm nay ta nhập và trú vào nhị thiền, nhưng mà ta không có cái tác ý rằng là ta có một cái ta nhập vào nhị thiền, có một cái ta đã trú vào nhị thiền và có một cái ta đã thoát ra khỏi nhị thiền. Tức là đã thoát ra khỏi cái khái niệm ta và của ta. Chính điều đó đó chúng ta thấy là cái chuyện mà cái người sáng tác ra cái bộ kinh Duy Ma Cật này đó, họ đã thiếu kiến thức giáo lý một cách nghiêm trọng. Bởi vì do họ muốn đề cao cái tông chỉ của mình á, cho nên là họ không có đọc những cái bài kinh mà họ cho là thấp kém, dẫn đến cái chuyện những cái ngài Xá Lợi Phất đã nói rồi nhưng mà họ không biết, họ cho là ngài không biết mấy chuyện đó. Nó y như là một cái vị giáo sư tiến sĩ mà một cái đứa con nít 3 tuổi, 5 tuổi nó chỉ vào mặt vị giáo sư tiến sĩ nói ông không biết 1 + 1 = 2, thì ông giáo sư tiến sĩ ông cũng cười trừ. Tại vì cái đứa con nít nó vốn dĩ nó dốt, nó không biết, cho nên là nó muốn nói cái gì đó nó nói. Cái chuyện thứ hai là cái chuyện mà cật vấn, như là ở trong đó là cật vấn ngài Xá Lợi Phất, thì nó lại buồn cười như thế này nè, là cái người sáng tác ra cái bộ Duy Ma Cật á, họ không biết được rằng đặc điểm của một vị thánh tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích là gì. Đặc điểm của một vị thánh có tứ tuệ phân tích á, nha, đó là vị đó không thể bị bắt bẻ, tức là không cách chi mà bắt bẻ được vị đó hết. Vị đó một vấn đề giáo lý, ngài Xá Lợi Phất có thể nói 84.000 khía cạnh về vấn đề đó và không có một cái câu cực vấn nào có thể làm khó ngài Xá Lợi Phất. Đó là cái căn bản mà chúng ta phải biết về một vị thánh có tứ tuệ phân tích nha. Vị đó có thể nói là cả kiếp trái đất cũng không bao giờ hết chuyện, mà cả Tam Thiên Đại Thiên có cực vấn ngài thì cũng không bao giờ làm khó được ngài. Đó là đặc điểm của trí tuệ một vị mà có tứ tuệ phân tích. Rồi còn cái chuyện mà cực vấn ngài Maha Kassapa thì nó cũng rất là buồn cười, bởi vì ngài Maha Kassapa cái lòng từ của ngài là với vô lượng chúng sanh và ngài không bao giờ có sự phân biệt. Đấy. Mà quý vị nghĩ đó, một cái tác phẩm mà vì nâng mình lên mà gọi là bất chấp thủ đoạn, sử dụng từ là bất chấp thủ đoạn, mà cái sự bất chấp thủ đoạn của họ ở đây đó là họ đạp các vị thánh xuống vũng bùn, họ đè đầu các vị thánh xuống, họ đạp lên đầu các ngài để họ ngôi lên, thì một tác phẩm được thực hiện bằng cách là tự khen mình chê người, bất chấp thủ đoạn gọi là đạp các vị thánh xuống, thì quý vị nghĩ nó có đủ tư cách để mình phải nghiên cứu nó hay không? Cho nên á, là sư thì sư không ủng hộ cái chuyện này. Và một điều nữa đó, quý vị nhớ rằng cái bộ Duy Ma Cật này á, là xuất phát ở cái thời điểm đầu, xét về lịch sử, trong được sáng tác vào thời điểm đầu của giai đoạn là chia rẽ chánh pháp, tức là giai đoạn tông phái đó, Phật giáo phát triển chia ra làm rất nhiều tông phái, và mỗi một tông phái như vậy đó họ có nhu cầu đề cao cái khuynh hướng của mình, và Duy Ma Cật là một trong số đó. Chỉ có điều là cái bộ kinh này tương đối cực đoan, và cái bộ kinh Pháp Hoa đó là cái bộ được sáng tác cuối cùng. Nhằm mục đích đó là để dung gọi là để xoa dịu những cái mâu thuẫn trong các tông phái đó.
Rồi. cho xin chút xíu thôi. À, Trong quá trình sư hình tệ nó được bài thì nó mãi ra cái ý này, vì thấy ví dụ như tên tên cái một một nhân vật, các một người ở trong kinh điển á, sau khi về Việt Nam nó sẽ thành ba hoặc hai cái tên, hai cái tên. Ví dụ đơn cử là Mallika, Mallika là tiếng Bali, tiếng Việt là tạo âm nghe là mặc lợi, nghĩa qua lại, nhưng mà có những chữ không có nghĩa được, không có nghĩa dịch nghĩa được dịch. Ví dụ ngài Sa Lợi Phất, Pali là tạo, đó là tạo âm, Pali là Sariputta, dịch nghĩa ra chữ Sariputta là con của bà Sari. Mahamoggana là đại một kiền liên, không có dịch được, vân vân. Thì ngài Ananda, chữ Ananda cũng không thể dịch được, nhưng mà đại khái ở đây là đó, ví dụ mình thấy những cái người tên tiếng Anh đó, tên tiếng Anh dịch cho tiếng Việt được. Ví dụ bây giờ cái cô đó có tên Jasmine cũng qua lại đó, thì mình có thể đọc theo cái tiếng Việt Nam mình, Jasmine, hoặc là mình giờ anh Vest Anh thì mình đọc là Anh Tánh. Nhưng mà đó, nhưng mà mình tôi tra chữ Sri Mặc Cả không ra tiếng Anh Bali chữ đó, Bali không có, giống như từ điển mà cái tên gì nó không có. Ví dụ bây giờ chứ quý vị ra, quý vị tôi đánh dần với quý vị đọc nha, chữ T, chữ H, chữ Ư, chữ Cờ, nó bỏ dấu sắc thì thành chữ thức, nhưng mà bỏ dấu quyền không đọc được, bỏ dấu nặng thì thành chữ thực, bỏ dấu ngã không đọc được luôn, bỏ dấu hỏi không đọc được luôn. Và chữ đó khi mà chữ tờ, chữ hờ, chữ ư, chữ c rồi dấu quyền, chữ nào cũng có trong từ điển. Thì đó, nếu mà ai cái tên này đặt, cái tên này đặt cho người khác không có trong từ điển Việt Nam thì nó là nó thời đó nó không lưu truyền. Có ai mà có ai giờ có ai đặt tên mình vô khai sanh mà ghi cái chữ đó ra để tới công an là xã là hãy làm khai sanh cho con tôi tên như vậy á. Thì đây là một cái điều chứng minh rằng á, là trên này có qua Trung Quốc rồi mới làm, qua Trung Quốc mới làm lấy Yima là tào âm, và hoàn toàn không có Bali nào nghĩa là ghi mặt cả. Giống như Sariputta nghĩa là Xá Lợi Phất qua cầu cầu cho tội mới. Rồi, chúng ta qua câu mới.